ta đưa mẹ ta đến rồi. Làm cầm giáo gì vậy? Bây giờ kêu mẹ ngươi đến nhìn mặt con phải. Mẹ ta đến rồi, tôi nói cho bà nghe nha. Mẹ ta võ công cao lắm. Ủa, với ai bà? Chán là mẹ ta. Với ai bà? Bây giờ bạn đó. À bạn nghe bà. Bạn. Tôi đâu dám tính nữa. Mẹ ơi. Mẹ đâu? Cha đâu? Mẹ đi à? Cha đâu? Mẹ kêu cho nó mẹ đâu cái đầu qua bên tải mẹ. Mẹ đem theo người đó phải là. Là cha con không? Mẹ nhìn nè. Sao thấy không? Đó đó. Đó cái ông đó thấy không? Thấy không mẹ? Mẹ thấy không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không được cha. Đây là lễ phụng mang hay sao? Dạ. Trời ơi, con người ta không lớn như thế này à? Dạ phải. Bà hai kìa. Bà chủ. Ấy. 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 Ấy là gì? Là gì của chàng? Ấy á. Ấy là gì? Dạ nhỏ. Giữ mẹ, giữ mẹ. Mười năm năm qua chúng tôi lìa xa, nay đã trùng hoang hết chàng đành sao. Thiên Kiều. Chịu. Tôi ở nước khác. Trời ơi, nước khác thiệt. Sắp đẻ ở đây.
con vua thì tại vì tại... Kiểu là chết như gà bật chơi bật chơi tự nhiên có vợ ba cái trẻ ra chết rồi à. Trời ơi bừng bừng suối lửa dần bớt dần bớt dần giờ làm bớt sao dần. chị cả ơi gì nữa Hạ thủy của ta vì tình cảm đó nên ta đã trao cái tình duyên cho nàng để cứu mạng mời chàng công nương ơi không đừng đọc cô ấy cứu mạng dạ. Liễu Lam ông nhân đó chỉ là nàng chính là đúng rồi giờ có nàng ai đây tự nhiên cái đêm con vui lên vui lắc cái đi cái rước hai cái bà già này về là sao mẹ Yeah.
Dạ, từ nãy giờ ở trong đây có một mình chị Hai đẹp nhất, chỉ thua em thôi. Dạ, thưa chị Hai, dạ nếu chị Hai thương tình nhận em làm, dạ. Thôi được rồi, được rồi. Nè các nàng nghe ta nói nè, giờ chúng ta gia đình còn nhiều, năm tay nhau hả? Thank you.